Hello, chào các bạn. Hôm nay mình đem cái vấn đề mà bắt đầu hai bắt đầu mà sửa kế hoạch sử dụng đất của 2018 với 2020 có gì thay đổi không, để cho một số các nhà đầu tư và anh em môi giới bất động sản biết. Đây là mình có hai cái bản đồ, bản đồ kế hoạch sử dụng đất nha các bạn. Đây là cái bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2018. Các bạn làm bất động sản của bạn có biết bản đồ này. Nhưng mà mình không có nói nhiều nữa, vì có một số vấn đề mình nói là cái sự thay đổi của sử dụng đất hàng năm nó có gì khác không, có điều chỉnh như thế nào, có khu nào nó thay đổi chức năng hay là giữ nguyên qua thời gian. Bây giờ trước mắt mình lấy cái bản đồ của 2018 và kế hoạch sử dụng đất nha các bạn. Đây, cái bản đồ kế hoạch sử dụng đất mới 2020 đây, được của quyết định 545 ngày 4 tháng 3 2020 nha các bạn. Như vậy, cái vấn đề mà thứ nhất á, thay đổi lớn nhất là cái khu vực này nè các bạn. Đây là khu vực là Phúc Hợp Kim Đầm nè, có một cái phần lấn biển của Lô Tút nè các bạn, của Toàn Hải Vân, là lấn của lấn biển cái hành của cái bức sen nè các bạn. Còn cái cũ nè, cái cũ là khu vực Kim Đầm này không có nha các bạn. Rồi coi thấy không? Mình chung được cái khu rừng đầm này, có cái này mình thấy đẹp hơn cái cũ nữa các bạn. Phần này giống như phần đất được thêm này. Cái thứ hai phần thay đổi là chỗ này mình thấy được những cái nơi thay đổi này, cho con sẽ chỉ cho các bạn coi. Đây là cái khu phi thuế quan nè các bạn, những cái phi thuế quan là khu phi thuế quan nè của 2018 nè, phi thuế quan của 2020. Đất này nó trở thành đất thương mại dịch vụ nha các bạn. Còn đất này là CTS, là trụ sở cơ quan này các bạn. Các bạn nào muốn biết cái thông cái ký hiệu từng chức năng từng loại đất, các bạn lên Google các bạn search của lễ CTS, chức năng sử dụng đất CTS là gì, nó sẽ các bạn sẽ có được thông tin. Đây là cái thành đất thương mại dịch vụ các bạn. Đây là đất thương mại dịch vụ. Và cái thứ ba nữa là cái khu vực này nữa các bạn. Đây cái khu vực này nè, cái khu vực mình thấy rõ nè, cái khu vực mà được cái đường tỉnh lộ 40 46 nè. Đây, cái khu vực này này là lúc trước nó là đất chức năng là sử dụng là đất DKV nha các bạn. Bây giờ nó thành đất DKV nè, nhà đất này, đất thể dục thể thao nè các bạn. Đấy nè, trung tâm huấn luyện thể dục thể thao nè, trường và trường đua nè, trường bà xã Đông Bào nè. À, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy hai cái khu vực không? Khu vực này đất ở nông thôn vẫn giữ nguyên các bạn, vẫn giữ nguyên. Và có một khu vực này kế tiếp ở chỗ này nữa các bạn. Đây là núi,
Thôi nuôi mặt quỷ nè. Lúc trước là thì nó ra nó là còn ngộ nha các bạn, mà bây giờ nó trở thành là đất quốc phòng, đất phòng vệ sân bay nữa các bạn. Đây, các bạn có thấy sự thay đổi không? Ở trên đây là có luôn rồi, để nó là ba ba một bảy năm này, và kế bên này. Trước cái khu vực này mình không thấy nó để đâu gì, bây giờ nó để rồi. Đây nó có để nè. Nó gọi là tiểu đoàn áo phòng không nè. Nó có phòng bảo vệ sân bay nè. Rồi coi cái khu vực của Chú mày mặt dưới nè. Mây mặt trên nè, là ở nông thôn nè, ở dưới nè, đất đai cà phê nè, khu vui chơi giải trí nè. Đây vẫn giữ nguyên đó các bạn, không có thay đổi gì nha. Các bạn nào mà khu vực này là ở trước đai cà phê, bây giờ nó vẫn là đai cà phê nha các bạn. Có một xẩm của đất ở nông thôn, có khu đấu giá của thời gian. Dẫn đã nha, ô nè đây. Và cái bên này nè. Khu vực này lúc trước là sản xuất đất, sản xuất tiểu hữu công nghiệp. Và bây giờ nè. Cái này nè, đất giáo dục nè các bạn. Giờ nó còn một phần nè. Còn một phần đất sản xuất công nghiệp này. Sản xuất công nghiệp thế này. Có một phần đất giáo dục. Còn cái khu vực chỗ đây nè các bạn, đối diện luôn. Cái này là đất hàng năm khác. Còn cái này đất là đất ở nông thôn nè. Được không? Cái khu vực dưới đây lúc trước nó chưa không, mình không biết nó định hình cái gì là đất gì, bây giờ nó khó đổi đi. Đất là trụ sở cơ quan nè, và đất giáo dục nha các bạn. Khu vực này là hai đất là giáo dục nè, cái khu vực này là giáo dục nè. Cái này là đất đai cơ quan nè các bạn. Khu công nghệ cao, cái khu vực này đây, ở đây đây cao về chỗ chạm cấp thoát nước. Cái khu này cái trong ngã ba nè, ngã ba đầu đường Tiến Chánh nè các bạn, đổ Long Phụng nè. Trước là đại đất giáo dục, rồi là trường nè, bây giờ là giáo dục, bây giờ nó vẫn là giáo dục nè các bạn, trường cao đẳng Đại Việt nè các bạn. Mình sẽ qua đây. Cái trục đường mà DT973 nè, Bắc Nam nè, lúc trước nó dự phóng là bây giờ nó bỏ rồi các bạn. Giờ có đường Tiến Chánh này nó bỏ rồi, cái khu vực này nó bỏ rồi các bạn, nó không còn nữa, nó vẫn lại nó cả nông thôn.
khu vực này nè. Đây là trụ sở cơ quan, đây là trụ sở đặc biệt của công an huyện các bạn. Đây vẫn còn nha. Đất C là đây C là đất an ninh đúng không? An ninh. Đường trước tiên cái đường trước tiên này giờ nó cái khu này nó đấu nối về cái khá nó đi xéo rồi các bạn, nó không có nằm thẳng nữa mà nó tọa độ nó đi xéo xéo nữa các bạn, nó đấu nối với đường này các bạn, đường vô bây giờ Mai San nữa các bạn, đi xéo đấu như này, đây là có sự thay đổi nữa các bạn. Đây hồ nước vẫn giữ, hồ nước chức năng vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Ở đây là đất phi nông nghiệp khác các bạn này, đất phi nông nghiệp khác, còn cái này nó để là đất thể dục thể thao nè, nên nó có sự thay đổi nè các bạn. Khu này đất văn hóa nha các bạn, lúc trước là nó để là đê cao quê nè, bây giờ nó thành văn hóa nè, đê cao quê giờ là đất văn hóa nè. Và trung tâm đây nè các bạn thấy không, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang nè, lúc trước thì nó nằm ở trên đây nè các bạn, bây giờ nó tiếp giáp với khu hành chính công cộng luôn, đây là khu hành chính công cộng giáp với khu 10 hectare 12 hectare các bạn. Mình nó xuống cái đây là mình tích tăng thêm nữa. Các bạn có thể thay đổi không? Cái khu vực này nè, đây là đường tuyến tránh hai nha các bạn, đường tuyến tránh hai nè, nó sẽ đi vào cái dự án của thằng du lịch sinh thái của Sovico nè các bạn, nó băng qua hai dãy núi nha, dãy núi của khu tự rồi đi uống gọi nè, đường tuyến tránh hai, cái tủ không có nha các bạn. Còn không có còn khu vực này khu vực này là một số vẫn giữ nguyên khu nhà ở xã hội, vẫn là ấp ba cửa cạn, vẫn là đã tập thương mại dịch vụ, cái này chẳng là thương mại dịch vụ không, cho là hồ nước, đây hồ nước vẫn giữ nguyên các bạn, không có bóp nhỏ đâu nè các bạn, mà nói cái hồ nước mà bóp nhỏ là không đúng rồi đó. Tại trên đây nó đã đầy thị rõ, nó không thấy nó sẽ thay đổi nữa rồi. Đây vẫn là đất cây lâu năm, đây là vẫn cây lâu năm nữa rồi. Đây là khu bình dầu đi, đây cái khu bình dầu có gì thay đổi, chắc
chồng nhau màu, hình nhau hầu như là vẫn giữ nguyên nha các bạn. Rồi vẫn giữ nguyên. Về trung tâm Dương Đông. Trung tâm Dương Đông vẫn giữ nguyên cái cầu, cái đường Trần Hưng Đạo nó dài ở trung tâm thương mại. Bên đây cũng vẫn còn giữ nguyên nữa mà. Đường Nguyễn Huệ, cầu Nguyễn Huệ vẫn còn đấy. Cầu Nguyễn Huệ vẫn còn đấy. Ở trên trung tâm Dương Đông có 1 cái cầu, 2, 3, còn 4 cái cầu. Bây giờ có 2 cây, hiện vọng còn có 2 cái cây cầu này nữa, cầu của Trần Hưng Đạo và cầu Nguyễn Huệ để khai thông của sự đi lại của trung tâm. Đắp bỏ đô thị, những khu vực này nó ở đắp bỏ đô thị nó mở nha. Cái khu này DKV nè, bây giờ nó thành đất ở đô thị với dân các bạn ha. DKV ở đây đây cũng có sự thay đổi cho cái này. Đây còn phải cho vay đây là nhà đất ở đô thị rồi, đất ở đô thị nữa là đô thị. Khu vực này, khu vực này vẫn là đây cho vay, khu vực phố đồng bào, khu chợ đồng bào vẫn là đây cho vay, không có gì thay đổi. Đây cho vay. À, cái khu Hàm Linh đó. Qua Hàm Linh có gì thay đổi không? Vẫn là đất ở nông thôn. Đây là vẫn giữ nguyên Chú Trang Hồ Nước. Bến Tràm vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi nữa. Và thấy ấn tượng nhất là sự thay đổi lớn nhất là cái khu vực có Oscar Doro Lotus nha các bạn. Hai sẽ lần khu vực của Vịnh Đầm, đây là sự thay đổi thấy rõ ràng nhất. Rồi thì tạm thành phân tích cái clip tới đây thôi, các bạn nào có gì phát sinh thì chia sẻ lẫn nhau. Giờ mình kết thúc clip tới đây nha các bạn. Để các bạn gặp lại clip sau nha.